Tối qua, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin với các nội dung như Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn tìm kiếm người đi trên chuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vào ngày 6 và ngày 7 tháng 11. Những hành khách tham gia lộ trình trên cần khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất tại địa phương để được xét nghiệm và hướng dẫn cách ly. Tuy nhiên, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết đây là thông tin không chính xác. Tại thời điểm 19 giờ 25 phút ngày hôm qua, trung tâm chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông như thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Hà Nội Metro Hà Nội, trong ngày đầu tiên khai thác ngày 6 tháng 11, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã thu hút hơn 25.680 người dân đi tàu.